em ngất xỉu khi đến nộp phạt lần hai, được chồng hờ bế ra, bạn trai lúng túng sau buổi làm việc, va chạm xe khi đang di chuyển, chân dài Tiền Giang che dù, lặng lẽ ra về. Sáng ngày 9 tháng 4, nam em và anh Hữu Cường, bạn trai cô đã có mặt tại cơ quan chức năng làm việc. Hình ảnh ghi lại cho thấy anh Cường trực tiếp lái xe, đưa nam em đến nơi. Cả hai mặc trang phục màu trắng, đồng điệu với nhau khi tới đây làm việc theo đơn triệu tập. Anh Hữu Cường tỏ ra khá lúng túng trong việc lái xe, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện để đưa người đẹp Tiền Giang ra về. Trong quá trình di chuyển, bạn trai nam em không may va phải một vài xe máy đậu bên trong khuôn viên. May mắn rằng đây chỉ là cú va chạm tương đối nhẹ, không để lại thiệt hại lớn. Sau khi đưa xe vào bên trong, anh Hữu Cường cũng di chuyển ra vào liên tục. Có lẽ vì để giữ hình ảnh, tránh xuất hiện trước mọi người, nam em che dù khi di chuyển ra xe. Sau buổi làm việc với cơ quan chức năng, cô gần như không hề lộ diện trước mọi người, chủ yếu chỉ có anh Cường xuất hiện trong lúc di chuyển. Sau đó, cả hai cũng lặng lẽ ra về trên xế hộp, không để lộ thêm bất kỳ hình ảnh nào khác. Sự xuất hiện của cô trong sáng hôm nay cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm. Một số người có mặt trước cơ quan nơi nam em lên làm việc bàn tán về chân dài Tiền Giang. Vừa qua, nam em có buổi livestream chia sẻ với khán giả về việc cô đã nhận được giấy mời lên làm việc từ cơ quan chức năng. Hiện, chân dài Tiền Giang đang sinh sống tại Đà Lạt nên để có mặt đúng lịch hẹn, cô sẽ phải di chuyển từ Đà Lạt về lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Tôi chuẩn bị lên sở, tôi nộp phạt tiếp đây nè. Đang không biết lấy tiền đâu nộp phạt đây nè. Kệ đi, giờ bất chấp rồi. Giờ gì? Sai đâu mà lột phạt, không sai. Mình không sai á, sai đúng gì cũng bị mời rồi đó, sơ hở là mời lên đó, sơ hở là mời lên đó, về lẽ phải sơ hở mời lên đó, thấy không, thấy làm khó không? Khi ấy nam em khẳng định cô sẽ không trốn chạy, chỉ cần có giấy mời là đi. Cô cho hay bản thân là người có chơi có chịu, không giống như một số người viện lý do sức khỏe để dời ngày. Những ngày qua, nam em tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông khi có những chia sẻ gây tranh cãi, réo tên Ngân 98 vào, bình phẩm những điều không hay về công việc, ngoại hình, cách ăn mặc, lối sống của nữ DJ. Nội dung của những cuộc trò chuyện bị đánh giá theo chiều hướng tiêu cực hơn, song Ngân 98 không có động thái phản hồi trực tiếp. Ca sĩ Quế Vân, một người chị thân thiết với nam em, sau đó cũng có mặt cùng cô bàn luận về bạn gái của Lương Bằng Quang. Người này còn trách cứ khi thấy nữ DJ có những video mốc bang, cho rằng cô không từ thiện mà lại ăn gà. Quan điểm, nhận định của Quế Vân đã tạo nên làn sóng tranh cãi trên các nền tảng mạng xã hội. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.